Chào nghệ nhân. Nó có hàng thì thật ra nói là anh thì cái nuôi đi vất tầm đấy. Lúc này sang năm nếu hàng mà bán được đi lồng sụp sọc. Đi làm lúc đi mát cả nhà người ta chả mua cái nào. Thì chỗ đấy sâu đấy nghe. Sâu. Ok nghe. Kiếm bóng mát ngồi đã. Chết. Hiệu các bác kia chợ. Phiên của phiên tháng thiếu, phiên của tháng thừa nhưng mà lại phiên thiếu, cuối cùng của tháng thừa, tháng tư thừa. Xin chào anh em Tuyền nhá. Vâng anh à. Quẩy đi. Bắt tay cái. Rồi. Chúc may mắn nhá. Kinh đấy. Mày bao tiền đấy anh Việt? Con này bây giờ là $10 rồi. $10 à? Vừa nãy là khác thôi. Vừa lấy có $5 thôi. Ừ. Xong nữa thì lại lên sang cái đổi chỗ. Xong thì lại lên 5 phát nữa đúng không? Là 15, khoảng 15 nhé. Quá. Sim em trước bán chưa? Bán rồi em. Bán rồi. Sang Ninh Hiệp cây đấy thì sao còn là nghe. Đấy chết giờ. Kia có con chi lại chất hơn. Tương này con giờ già kia gì? Đây là. Còn đây thì. Ui, còn đấy tương này nó phải sực sỡ. Tôi thích hiền như hôm trước thôi. Ôi còn đấy mà. Không bảo thích hiền như hôm trước thôi. Cái này thì cái đấy thì bao nhiêu? Cái này là tăng gấp đôi kìa. Gấp đôi à? Cứ thế nhân à? Thế còn cây kia? 18. Còn cây này thì 20. À, 2 xịch. Chưa, không mặc áo nắng quá. À cái cây này hôm trước ông mua bể này. Cái cây mai này hôm trước ông mua bể riêng này. Mua chậu riêng đi đâu. Cây mai. À, 1, 2, 3, 4, 5. Chân này to ra đến thiệt. To ra đến thiệt. Ăn cao một tiền rồi. Có phá được, cả cái thang kia. Phá hết. Xuống nữa đi. Cái khẩu tay anh, móng ngón tay xuống nữa đi. Ăn được cái thân đi. Không được. Em nhờ tí à, đây, sao? Đứng núp bóng ô này cái. Con này thì bao nhiêu anh? Con này thì bao nhiêu? Con này thì bao nhiêu? Nó phải chục rồi. Sạch sẽ đấy nhỉ. Chụp củ đậu. Đổ không được. Quạt là đây làm ôm quạt. Viết bảo phá cây này phải cần gì? Đây á. Cây này có gì đâu mà phải phá. Đó. Nó không biết. Là mày nghe cắt đi, lặn kính lắm. Tiếp. Trong cổ thụ này cái này đi. Nhịp này xuống tí nữa đi. À tí nữa xe. Không, cái này chỉ đục tạt nó vào thôi. Ừ, tạt nó vào này thôi. Để dính này một ít này thôi này. Cái này tạt nó vào, móp nó vào. Gần trông nó có ấn tượng không? Cái này á? À? 25 nữa. Để cho vườn cho nó biến thì 2 năm nữa thì không nhận ra. 2 năm nữa thì lại này tìm ra. Không nhận ra. Cho đi ẩn hết. Cho đi ẩn hết. Mẹ nó cứ mỗi phiên 10 triệu thì 1 tháng là 6 phiên. 60 triệu. 1 năm thì 600 triệu. Ui dồi ôi, thế thì 3 năm sau bán 6 tỷ. Đi làm cây hết đi nhỉ? Ừ. Làm cây hết. Đâu ra. Quan trọng là cái tiền thôi. Vâng, ông ấy cháu giải quyết xong ra để tí nữa vào cho đỡ nắng. Đâu ông mang cái gì đấy? À. Cái gì? Đâu? Cái đèn con đầu này, cái xanh. À đây cái gì? Tí nữa sang để làm việc. À, ừ nhỉ. Đấy, đây là đồ nhỏ nhỏ hay. Ông được gọi xem Hải đang là phương nào. Này về có phải đắp chăn không? Này, à, về có phải đắp chăn không? Không phải đắp chăn, cái này liền như thế này, cứ thế này thôi luôn thôi. Không, ý là nắng này. Không. Để trong nhà lưới vài tốt u nên là cô mang ra. Thành ra vỡ đầu. Nó tán vào vỡ đầu đó. Nghe tiếng đục như đứt nặng nghe. Toàn đục. Xa gần đều thấy đục mà. Nghe đâu tưởng như đang ở Thạch Thất, Tràng Sơn. Quả đục cái hay đấy anh nhỉ? Nó có cái đục quỷ, nó đùn lên. Cái việc đấy ăn đầu thì thuộc cái shop thôi. Đục móc ngọt đục xoắn này ngọt này hồi trước đây báo 25 hay là 35 đây đại loại vậy đây 18 triệu xi đây xi đất xí cây này đẹp nhưng mà phải nuôi rất là lâu. Chân nó còn kẹp. Bố đục với nhau đi, mình xem. Cái này cũng quái. Hàng mới lên chậu nhưng mà cũng hay đấy. Da rẻ bắt đầu kiểu đục với nắng rồi, sạch sẽ sáng rồi. Bắt đầu chả cả chân. Thân cốt thì đẹp, rụt dịt đấy nhưng mà đứt có chân. Tiếp ở cái hàng đất là nó như vậy, hoặc là có chân thì rất là thô, dáng thì chân khá là ok. Đây này múc về nuôi này, mấy bỏ mấy tiền không? Đấy nóng thì sáng rồi. À đây. Tiếp chân là kéo như thế nó cũng rẻ, cũng không rẻ đâu. Làm việc mà tốn ở đây gặp kỷ gặp đầu kỷ đẹp gái đi đây 2 năm này thẳng quá hả 2 năm đấy 2 năm chán rồi không thích thì nó rõ ràng quá ra chục còn đến hôm trước mang đi rồi không phải kìa này thì dễ nhìn thôi đẹp hơn dít thôi mỗi tuổi thiếu cái bệ làm cái bệ thì nó lại chỉ chậm không tới đây nếu mà đúng rồi chỉ cần chỉnh 3-4 cái cọc của anh ấy rồi bỏ mẹ luôn Huy à nắng quá ra đây nữa úi rồi nặng lắm đứng xa thì không nhìn được còn đứng gần đấy. Phần đa là được cái phần thân và tay cành khá là ok nhưng mà chân vệ thì hơi kém mới đây mấy khu hoặc là từ đất lên hoặc là mấy khu các bạn này chưa nhìn là chứ không thì nó cũng là đồ rất là nhiều tiền nhưng mà phải nuôi thì nó mới mới ra tiền, chứ không có ai nuôi thì làm gì có người có cây đẹp sau này. Cái cây đẹp và cây cũ mà cứ mua qua chuyển nhượng lại với nhau thì cũng vất lắm, thì đại gia chơi với nhau thôi. Xoay ký cây này chút, xoay thoải mái nhỉ. Mặt đằng sau rắn, mặt trước đẹp nhỉ, mặt sau chung là một cây dị đấy, dị đấy, mặt trước nó khác hoàn toàn. Cây của Nguyễn à, ông xem video của tôi thì biết, cái chửi tôi là không có thông tin, không có số. Bán chưa anh? Bán cái nào chưa? Cây kia cũng đang chịu trách